Sáng nay là Quý dự tính là in 20 cái áo này. Thì Quý mới phát hiện ra là cái bàn này của Quý là nó hết bám dính rồi các bạn. Nó bám dính rất là yếu. Nó bám dính yếu vậy là in rất là nguy hiểm nha các bạn. Tại vì cái này là vải tối màu, bắt buộc là Quý phải in là từ 2 cho tới 3 lần. Nó mực nó mới lên, nó mới nổi, mới đẹp. Quý sẽ in màu trắng lên. Thì đây các bạn xem cái độ bám dính đó nè, nó không có còn tốt nữa. Đây thì in rất là nguy hiểm nha, cho nên là mình sẽ hôm nay sẵn tiện là Quý sẽ vệ sinh cái bàn này lại, rồi sau đó là Quý sẽ chét cái keo mới. Mình cũng xin giới thiệu qua là cái keo trải bàn ha, tại vì keo trải bàn thì không phải anh em nào cũng xài. Thì keo trải bàn này là chủ yếu là mình sẽ dùng cho những anh em mà chuyên in đồng phục, những anh em mà chuyên in vải nhiều ha, thì người ta mới sử dụng cái loại keo này. Keo này là dùng để mà định vị cái áo của mình, để chúng ta là in, thứ nhất là in nhiều lần hoặc là chúng ta in nhiều màu các bạn. Tại vì nếu mà khi mà chúng ta in xong lần lần đầu tiên mà chúng ta dở khung lên mà cái áo vải nó cứ phấp pha phấp phới như thế này thì nó sẽ không có còn ngay cái vị trí cũ nữa. Thì cái việc in lần 2, lần 3 hoặc là in màu thứ hai, màu thứ ba nó sẽ không có còn chính xác cái vị trí đó nữa. Cái lớp keo trải bàn của cái bàn của mình đây, mình sử dụng cũng gần 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 3 năm, có chính xác là khoảng tầm 3 năm rồi đó các bạn. Thì nó đã lên một cái lớp keo khá là dày. Trước tiên là chúng ta sẽ xử lý bằng cách là vệ sinh cái mặt bàn này lại ha, rồi sau đó mình mới chét keo để mà nó bám dính trở lại. Thì đây các bạn có thể xem đây, đây. Trong cái thời gian mà các bạn in á thì nó sẽ để lại những cái nhúm vải như chỉ như thế này ha. Đây. Mấy cái này đây, mấy cái này đây. Đó, đây đây. Mấy cái vải li ti đây các bạn có thể thấy đây. Đây, nó bám dần dần và các bạn thấy đây, mực nữa nha. Khi mà chúng ta kéo mà chúng ta nhầm 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 vải mà nó thưa đó các bạn, thì chúng ta kéo thì nó sẽ thấm mực xuống đây và mực nó sẽ thay thế một cái lớp so với cái lớp keo, và thì nó sẽ làm giảm đi cái tác dụng của keo ha. Thì nó dần dần nó sẽ không có còn dính vải áo mình nữa. Cái keo này là mình đang mới mua về các bạn. Đây là cái keo trải bàn. Trên thị trường nó cũng bán rất là nhiều loại nha, tùy theo các bạn xài tầm giá như thế nào, giá tiền như thế nào, thì trung bình nó là dao động ở tầm khoảng 55 75. Mình đang xài cái loại 75 ngàn thôi, khá là ok. Và nhiều anh em cũng có xài 90 ngàn hoặc là có loại giá mắc tiền hơn đó các bạn, nhưng mà mình xài cái loại 75 ngàn một ký thôi nha các bạn. Mình hôm nay là mình mới mua về, mình sẽ chiết nó vào cái lon nhỏ như thế này để mà dễ sử dụng ha. Cái này là mình phải chiết ra nó ít ít lại các bạn ơi. Này nó dẻo như là mực vậy đó các bạn. Cái mùi nó có một tí mùi nha các bạn. Mình mua xài một lần là 10 kg đó các bạn, 10 kg là mình xài cũng khá là lâu. Đây là cái keo trải bàn mình mới đổ ra ha. Cái màu nó giống như là cái màu mực dẻo vậy đó các bạn. Hello. Đây cái dụng cụ để mà chúng ta chuẩn bị để mà vệ sinh cái mặt bàn ha. Thứ nhất là cái bàn trà ha. Thứ hai là cái thau mình đựng nướng ha, mình xả nước vào thêm chút một tí. Đó. Và mình đổ vào một ít xà bông nha các bạn. Đây. Mình đổ vào một ít xà bông. Có cái chất xà bông thì nó sẽ dễ dàng nó vệ sinh hơn các bạn. Thì cái bước đầu tiên để mà chúng ta vệ sinh đó là chúng ta sẽ thấm cái nước xà bông này lên trên trên từng cái mặt bàn cái. Đây. Chúng ta sẽ chỉ cho nó tiếp xúc với nước thôi nha, chứ chúng ta không có chà gì hết. Tức là mình sẽ cho nó ngâm nước để mà những cái sợi vải này nè, hoặc là những cái chất bẩn đó, nó ngâm khoảng tầm 5 phút đó các bạn, thì nó sẽ dễ dàng mình vệ sinh, mình chà rửa hơn. Tức là chúng ta sẽ cho thấm nước từng bàn luôn, từng mặt bàn luôn. Rồi sau đó sau khi mà xong hết tất cả các mặt bàn xong, mình sẽ quay lại mình chà từng cái bàn này. Tại vì giống như là mình cho nó ngâm nước một tí, nó nở ra là mình sẽ dễ dàng mình chà rửa hơn. Đây, mình sẽ cho thấm nước như thế này. Chủ yếu là cho nó thấm nước thôi nha.
Bước đầu tiên là cho nó thấm nước, bước thứ hai là mình mới chà nó. Làm cẩn thận đừng có cho nó nhiễu nước xuống, mất công mình lau nhà nữa các bạn. Tại vì đồ đạc mình để phía dưới khá là nhiều đây, cho nên mình không muốn nó nhiễu nước. Sau khi mà mình quay lại một vòng rồi thì đây là mình sẽ bắt đầu mình chà ha. Đây, đây những cái sợi chỉ như thế này đó, mình để ý nó, mình lấy bàn chà mình chà nó một tí là nó sẽ bong ra các bạn. Đây những cái sợi chỉ như thế này nha các bạn, không có lụm mấy sợi chỉ này ra thì nó càng ngày nó càng bám nhiều, mà cái lớp keo mình nó càng ngày càng dày lên là nó sẽ có những cái chỗ mà nó lồi lõm, nó không có được bằng phẳng, nó ảnh hưởng tới cái chi tiết mình in đó nha. Này nó đang ẩn dưới một cái lớp keo ha, đây các bạn đó. Thì sau khi mà chúng ta đã chà xong rồi và chúng ta lụp sạch sẽ những cái sợi chỉ này rồi á, thì tới cái bước là chúng ta sẽ lấy cái vải khô á, chúng ta sẽ lau bỏ cái nước này đi. Đây trong quá trình mình lau thì đôi khi nó cũng sẽ có những cái hột hột như thế này. Đây mình lụm nó ra luôn nha. Đây tại vì trong cái lúc mình lau mình cũng sẽ chà nó ha, mình cũng sẽ dùng lực mình chà nó. Đây để mình lụm cho các bạn xem, đây những cái hột hột như thế này ha. Khi mà mình lau xong mình sẽ lấy khăn mình quét nó ha, quét cho nó sạch luôn. Cái bước này thì các bạn kiểm tra khá là kỹ mấy cái hột hột này nha, các bạn đừng có bỏ qua bất kỳ một cái hột nào hết, tại vì nó sẽ cộm cái mình in khó chịu lắm. Đây để mình cho các bạn xem là cái bàn mình nó dơ cái nào ha. Đây mấy cái này, đây là một dãy các bạn có thể thấy không, đây quay cho các bạn xem nè, đó một dãy các bạn thấy hột hột không, sau khi mà mình chà mình quét ra rất là nhiều ha. Đây mấy cái này đây đó, đây là những cái hột vải ha. Đó, khi mà chúng ta vệ sinh rồi mình mới thấy là cái bàn của mình nó dơ cái nào. Và mình sẽ bật máy sấy lên nữa, mình sấy tại vì mình đang bận làm rất là nhiều việc các bạn, cho nên là thôi mình xử lý bằng cái máy sấy luôn cho nó nhanh. Tại vì đây cho các bạn xem cái công việc của mình ngày hôm nay rất là nhiều. Đây các bạn, mình làm lịch gỗ này kia rất là nhiều và mình cắt liên tục luôn nha, cắt qua mình khắc liên tục đây. Ha, mình cắt liên tục luôn. Đây là lịch gỗ mình đang làm ha, rất là đẹp các bạn thấy. Đây là in luôn nha. Đây, mình in lên gỗ ha, mình in lên gỗ, còn cái phần này là mình sẽ khắc nha. Đây, cái này những cái bông mai rồi chúc mừng năm mới là đều được cắt bằng gỗ hết luôn các bạn, rồi mình dán nổi lên nha. Còn một cái chi tiết logo ở đây nữa là tí nó quý sẽ cắt, quý sẽ dán lên trên đây để mà hoàn thiện nó. Đó là cái công việc hàng ngày của mình ha. Và một tí nữa mình sẽ sắp lịch để mình in ly nữa các bạn. Đó cho nên là công việc một ngày của mình khá là bận rộn. Và có một cái điều bất ngờ nữa, sau khi mà các bạn chà sạch xong, các bạn sấy nó khô xong hoặc là các bạn để khô tự nhiên nha, vẫn được. Sau khi mà nó khô thì các bạn sẽ phát hiện ra là cái bàn của mình nó đã dính trở lại. Tức là cái lớp keo nó vẫn còn tác dụng, nhưng mà do là nó có một cái lớp dơ đó các bạn, đây những cái mạc dơ như thế này. Đây, nó làm cho cái bàn của mình nó không có còn bám dính nữa. Cho nên khi mà mình xử lý xong là nó trở nên bám dính trở lại. Nhưng mà nó vẫn còn hơi yếu nha các bạn. Theo mình là nó chỉ là tương đối thôi. Nó chỉ dính trở lại nhưng mà nó tương đối thôi. Bản chất là khi mà mình chà mình vệ sinh thì nó đã mất đi cái tính chất keo của nó một tí rồi. Đây là cái dụng cụ để mà chúng ta vét keo. Thì mình xài bằng cái miếng mica, mình cắt bằng cái máy laser của mình á. Thì nếu mà các bạn chỉ cần một cái dụng cụ mà nó bằng như thế này thôi, bằng phẳng thôi, để mà chúng ta đây, chúng ta để keo chúng ta chét như thế này, tí là mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì miễn sao là một cái dụng cụ gì đó nó bằng như thế này, miếng nhựa cũng được, hoặc là nếu mà các bạn không có gì luôn thì các bạn có thể sử dụng cái cây cọ in của mình các bạn. Cây cọ in của mình để mà chúng ta sử dụng cho cái việc chét keo. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, do là cái keo này nó bám dính rất là dữ dằn. Đây các bạn có thể thấy đây,
đây. Đây là cái keo nha các bạn. Thì các bạn sẽ phải hy sinh cây cọ đó luôn. Tức là cây cọ đó nếu mà các bạn dùng để chét keo này thì các bạn không có thể nào mà đem cây cọ đó đem đi in áo được. Các bạn sẽ sử dụng cái cây cọ đó cho những cái lần mà các bạn chét keo lần sau luôn ha, chứ không có sử dụng để mà in áo nữa, tại vì nó đã dính cái keo này rồi, nó rất là khó chịu. Mình cũng chưa có biết cái hóa chất nào để mà tẩy rửa cái keo này ra được nữa. Thì thôi, nếu mà các bạn xài cây cọ nào đó thì các bạn hy sinh nó luôn ha, hy sinh một cái cây cọ đó luôn. Còn mình thì mình không có xài cây cọ, mình tự cắt mica. Chúng ta sẽ múc một ít keo, ta chét lên như thế này đó, và chúng ta chét cho thật là đều nha. Chúng ta sẽ không phải là chét một lớp mà chúng ta sẽ chét hai lớp nha, tại vì mình muốn nó chất lượng và xài lâu một tí, cho nên là mình sẽ chét hai lớp. Các bạn muốn xài càng lâu thì các bạn sẽ chét càng nhiều lớp nha, các bạn chét ít nhất là từ hai lớp trở lên, tùy theo cái loại vải của các bạn in nhé nha. Nếu mà một số vải mà nó có nhiều lông quá nó sẽ bám lên trên đây, và mình sẽ thường xuyên mình vệ sinh nhiều, thì tùy theo hàng của bạn in thôi. Còn hàng mình là chủ yếu là in những cái hàng mà nó cao cấp một tí, cho nên là cái lông vải nó ít, cho nên là mình xài được lâu. Cái này mình chỉ chủ yếu là mình cào thôi các bạn, mình cào cho nó thấm keo từng bề mặt thôi, mình cào cho nó thấm keo hết tất cả các bề mặt của cái bàn để mà nó đều hết luôn đi. Đây, em Ngọc này là chưa có chồng nha các bạn, làm rất là chuyên nghiệp luôn, hôm nay mình quảng cáo luôn. Đây, chúng ta chét như thế này ha. Đây, chúng ta để ý nè, sau khi mà chúng ta cào một vài bàn thôi là nó đã có một cái lớp vải như thế này rồi, các bạn thấy không? Thấy chưa? Thấy là ghê gớm chưa? Đó, nó dơ cỡ này nè, lấy gì mà nó còn dính áo nữa. Đây, cái này là mình đã chét được 10 bàn đầu tiên ha, đang qua cái dãy bên kia 10 bàn kia nữa. Đây, có thể mình nhanh thì chúng ta bật máy sấy, nhưng mà không cần ha. Khi mà chúng ta chét giáp dòng thì nó đã khô ở bên đây, thì các bạn thấy đây nó đã dính rồi ha. Đây, các bạn thấy không, thấy cái vân tay mình không đó, nó đã dính rồi. Nhưng mà để mà chất lượng thì mình sẽ chét thêm một lớp nữa. Đây là mình đang tiến hành chét cái lớp keo lần thứ hai ha. Thì với cái lớp keo lần thứ hai này là mình đảm bảo với các bạn là nó có cái độ bám dính, nó sẽ rất là tốt và mình sẽ xài được rất là lâu nha. Ok, vậy là đã xong nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ tiến hành chạy áo vô. Đây, các bạn xem đây, cái độ bám dính ở đây. Khi mà chúng ta vuốt, chỗ này là mình in logo nha, thì mình sẽ vuốt nó. Và các bạn xem đây, đây cái độ bám dính nó rất là cao ha, rất là tốt. Bây giờ là mình đã yên tâm mình in rồi đó. Mình sẽ in mực trắng. Đầu tiên là mình sẽ in logo cho nó trước. Thì mình vừa mới in xong cái lần in đầu tiên ha. Thì mình sẽ bật máy sấy lên và mình cho nó sấy để mình in lần thứ hai ha. Rồi, bây giờ thì đây là cái lần in thứ hai nha. Thì có keo chảy bàn rồi, mình sẽ rất là tự tin mình in lần 2, lần 3 ha. Đây, rõ ràng là mình đã phủ ha, mình đã phủ rồi. Đây nha các bạn, mình in rất là chính xác luôn nha. Đây, các bạn có thể thấy này, rất là đẹp ha, rất là chính xác. Và đây mình in cái thứ hai đi. Đây, mình in rất là tự tin luôn nha các bạn. Đây là cái hình in, đây là mình in lần thứ hai ha, mà nó đã lên rất là đẹp rồi, mực lên rất là dày. Đây,
rất là trắng luôn ha. Đây rồi, vì còn lại là mình sẽ in mặt trước này, mình nghĩ là mình sẽ in 3 lần cho nó đẹp luôn, cho nó thật là trắng, thật là dày luôn. Mặc dù đây là lần thứ hai mình in cũng khá là ổn ha. Đây, nhưng mà đây là cái đồng phục của shop cho nên là mình sẽ làm thật là kỹ cho shop. Rồi tiếp tục thôi. Đây là lần in thứ ba mình in cho các bạn xem. Thì đây mình đã phủ mực rồi ha, nhưng mà mình đặt vào đúng cái cử và sau đó mình sẽ kéo ha. Đây các bạn xem rất là chính xác luôn ha. Đây là cái thứ hai. Đây cho các bạn xem nha, thì nó là cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, rất là trắng luôn, rất là trắng, rất là đẹp ha. Thì nhờ có cái keo chải bàn này là mình mới có thể là định vị được cái vải áo của mình, và mình mới có thể tự tin mình in nhiều lần, in chồng màu hoặc là in in nhiều lớp để mà cho cái mực nó dày này kia theo ý muốn của mình. Rồi đó là tất cả những cái gì mà Quý muốn nói về cái keo chải bàn ngày hôm nay ha. Về keo chải bàn, về những cái vấn đề ở trên mặt bàn, về cái cách mà chúng ta xử lý cái mặt bàn như thế nào cho nó hợp lý ha. Đối với mình cái cách xử lý mặt bàn thì nó cực kỳ quan trọng luôn nha các bạn. Về cái cách mà chúng ta sử dụng những cái công cụ để mà chúng ta chét cái keo chải bàn sao cho nó hợp lý ha. Thì đối với mình cái việc mà sử dụng keo chải bàn thì nó cực kỳ quan trọng luôn. Tại vì nó ảnh hưởng tới cái chất lượng in của mình rất là nhiều, để mình cho ra những cái sản phẩm mà nó tốt nhất ha. Video hôm nay là tới đây là ok rồi. Thì cảm ơn tất cả các anh em đã xem video ha. Nếu mà anh em thích cái video này thì có thể cho Quý xin một cái lượt like, một cái lượt đăng ký kênh nếu mà các bạn chưa có đăng ký kênh của Quý nha. Rồi bye bye tất cả các anh em, hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau nha.